Hello mọi người, hôm nay Ngọc Nhi là đổi cái phòng quay ra ngoài tại vì mùa hè rồi. Thì cái sân vườn như rất là lớn, Ngọc Nhi thích ra ngoài này ngồi chơi hơn. Thì tình cờ có một chị khách đó nói với Ngọc Nhi rằng là cái da của chị thay đổi rất là nhiều. Thì Ngọc Nhi giới thiệu quý vị cái loại cream này nè, là Retinol Cream. Cái này đó nó là một cái dường như là một vấn đề rất là tuyệt vời để tái tạo những cái làn da bị thô, quý vị nhớ nha. Bị thô, bị sần, bị lỗ chân lông rất là to và đặc biệt bị nám. Nhưng chúng ta dùng nó, chúng ta phải biết là nó kết hợp rất kỹ với cái gì. Nhiều khi cái sản phẩm kết hợp chung đó mà nó kỹ đó thì nó sẽ làm hư da quý vị. Ví dụ như là cái Retinol Renew Cream này đó thì có rất nhiều nhà sản xuất người ta làm, người ta bán, nhưng người ta không có truyền đúng cái thông điệp cho khách hàng, để mà những cái đại lý nhỏ hay những người bán lẻ đó, người ta lại không biết cách truyền thông điệp đó và cái người khách hàng lại làm sai và làm hư da người ta. Đó là vấn đề rất là nghiêm trọng. Cho nên hôm nay như chẳng quý vị là tuyệt đối những cái là Retinol Renew Cream này đó, quý vị không được dùng chung với những chất mà có là AHA hay là BHA hay là vitamin A hay là vitamin C, bởi vì nó kỹ những chất đó. Thì khi mua về quý vị lưu ý, thì nếu quý vị bị nám nặng, đây là trường hợp bị nám nặng, thì cũng như chỉ quý vị nè, buổi sáng đó là quý vị cần dùng á, là cái viên ngọc trai trắng hoặc là ngọc trai đen nhá. Ngọc trai trắng nè, và cái này đó là ngọc trai đen nè quý vị ha. Đây là ngọc trai đen. Thì ngọc trai trắng hay là ngọc trai đen, sáng đó mình thoa lên mặt mình trước vài viên, trên mặt người 2 viên, người 3 viên. Thoa cái đó xong đó thì quý vị có thể thoa lên là cái đa tế bào gốc thực vật, là một cái loại gel này làm từ tế bào gốc, hay quý vị ha. Rất là thơm, rất là sang, và nó thấm thấu cực nhanh và nó tái tạo tế bào gốc trên da quý vị. Thì sau khi thoa những cái viên ngọc trai trắng và ngọc trai đen rồi, quý vị thoa tế bào gốc lên. Rồi sau đó đó, quý vị có thể thoa make up quý vị lên cũng được, hoặc quý vị có thể thoa cái Ocean Complex Cream lên trên. Đây là một cái loại cream nó làm từ vi lượng khoáng chất nước biển và Rêu Island. Nó cực kỳ tốt trong cái vấn đề mà tái tạo da. Cho nên sáng á, là thoa ngọc, bột ngọc trai lên. Viết ngọc trai là một cái chất mà rất là mắc và nó nuôi da một cách thần kỳ. Thì mình thoa ngọc trai lên trên da xong, sau đó mình thoa tế bào gốc lên, và cuối cùng thì mình thoa cái Rêu Island và vi lượng khoáng chất nước biển lên. Đó là đây là Ocean Complex Cream. Thì quý vị thoa ba cái này lên xong là dưỡng da. Tối lại đó, quý vị dùng cái Retinol để đặc trị nám nặng này bằng cách thoa ở những chỗ mà trên mặt mình bị nám thôi nha. Chỗ nào không có nám quý vị không có được thoa nhé. Thoa ở cái chỗ nám thôi, những cái cụm nám ở đây hoặc là ở đây hoặc là ở đâu đó quý vị thoa lên thôi. Thoa nó thấm xong rồi, rồi cái mặt của mình á, lúc này đó là quý vị thoa một là tế bào gốc stem cell gel, hai là thoa Ocean Complex Cream lên trên. Thì một trong hai cái này cái nào cũng được. Thật nhắc quý vị như vậy nè, tuyệt đối khi dùng Retinol Serum hoặc Retinol Cream, cái quan trọng nhất là phải dùng đúng liều lượng và phải đi chung với cái nào mà không kỵ với nó. Đó là cái vấn đề mà rất là quan trọng, mà chỉ có nhà sản xuất, người ta sản xuất ra, người ta biết chất, mà người ta chỉ quý vị cắt kỵ thôi. Cũng phải mua ngoài đường, người ta không có kỵ đâu, quý vị sẽ bị hư da. Cũng như có nói nhiều trong vấn đề trị nám, cái quan trọng nhất là cái người bán hàng quý vị phải hiểu chất gì và chất nó có kỵ với Retinol không. Và hãy nhớ, Retinol mà dùng đúng liều lượng đó là tuyệt vời, là một cái cứu tinh cho những cái làn da bị nám, lỗ chân lông to, da sần, da thô. Nhưng sẽ sai lầm nếu mà quý vị dùng Retinol đi chung với những cái chất kỵ. Thì thưa quý vị, đây là cái Retinol của công ty chúng tôi. Thì xin nhắc lại, trị nám đó, ngoại trừ phải kết hợp ở ngoài da, vẫn phải kết hợp với những cái vitamin trong người mình. Bởi vì không phải nám là đến từ ngoài da, mà nám là hầu như do cơ thể mình tạo ra. Vì vậy quý vị đừng có vội tin lời những người mà nói rằng trị nám một tuần hết, một tháng hết hay là hai tuần hết. Không bao giờ. Xin nhắc lại, để tái tạo một tế bào từ bị hủy hoại, bị hư hỏng thành nám, mà để lấy nó đi, tự nó đào thải nó đi, lấy đi bằng cách tự đào thải, rồi sau đó đó là tái tạo lại tế bào da mới
để có một làn da mới hoàn toàn mà loại bỏ nám từ ở trong ra ngoài, thời gian không phải là một tháng, thậm chí có người một năm, có người hai năm. Nhưng mà quý vị thử đi, mình đánh đổi một hai năm để mình lấy đi hai ba chục năm sau này, càng cao tuổi làn da càng đẹp, hay là quý vị chọn suốt cuộc đời này cứ đi mua kem tẩy trắng da và cuối cùng càng lớn tuổi da quý vị nó mỏng tới mức không tẩy được nữa, thì quý vị hãy liên lạc với công ty nhé, để chúng tôi chỉnh sửa lại và giúp quý vị tự mình tái tạo lại tế bào da của mình và trị nám thật là đúng cách. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.